thơ và comment đó là anh Vũ Hồng Đốc để muốn có thể được nhiều hơn. Bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng hướng mắt về phía sân khấu để cùng chứng kiến những phút quan trọng để chuẩn bị. Quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng chưa ạ? Và ngay giờ đây, nghi thức khai trương sân bay thì lại được thực hiện. Bình hoa bắt 3, 2, 1. Thank you.